Hello mọi người. Hello. Rồi giờ tụi mình chuẩn bị qua quận 6 khám phá ẩm thực quận 6 nha. Ok, thì hôm nay tụi mình sẽ đi ăn bún chiên nha. Nếu mà bạn nào muốn ăn bò kho quận 8 thì coi lại video cũ của mình. Ok. Bây giờ đường khá là đông nên là tụi mình tranh thủ đi sớm nha. Ok, rồi bye bye mọi người. Nha mọi người. Bây giờ là sẽ order món thì ở đây là bột chiên nè, súp, gọi gì nữa? Gọi cuốn, hai cộng hấp rất là nhiều nha. Ok, bây giờ order cái đã. Đây là này, cái này là súp với gỏi cuốn nha mọi người. Này, súp đây. À. Rất là nhiều luôn nha. Đó. Ok. Ok. Đây là bột chiên nha mọi người. Đây. Ok. Thắng nó sẽ thử cái món súp nè. Sao? Ok không? Ok. Ok. Đây mình đó. Để ăn súp trước nha, súp nó có bột năng mình phải ăn trước súp nha. Ok. Đây. Dần thắng nè, nó sẽ quất bột chiên trước nè. Đó, mình ăn bột trước nè. Đây là bột khoai môn nha mọi người. Có hai loại nha. Ok. Ăn thử đi, ăn thử coi cảm giác như thế nào. Bột nó bự nha. Ok, ui miếng bột bự quá. Cảm giác nào? Ok không? Rất là giòn. Ồ. Nóng. Mùi dĩa nè. Thơm, thơm phức luôn, mình gọi đây thơm phức luôn nè mọi người. Đây còn gỏi cuốn nữa nè, chút xíu nữa là mình sẽ quất luôn gỏi cuốn luôn. Rất là ngon luôn mọi người. Ok. Địa chỉ mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Chút xíu nữa mình sẽ để dưới mô tả cho mọi người nha. Sáu bột chiên nha mọi người, sáu bột chiên ở trên lửa nha. Đó. Thôi mình cũng ăn đây. Nè này cầm đi. Sao cho nó díp díp mà. Ok, mời mọi người nha. Rồi. Tụi mình quất xong bột chiên rồi nha mọi người. Đó, anh dễ luôn. Bây giờ đến ăn gỏi cuốn nha. Mời gỏi cuốn nha. Ok, bây giờ tụi mình mới ăn xong nha. Nè, quán ở dưới đây nè. Đó. Bây giờ tụi mình mới ăn xong. Rồi tụi mình đi mua đồ một số thứ để mà chuẩn bị cho tập 4 nha mọi người. Tập 4 là chuyến đi Jeep á, nên là mọi người nhớ là theo dõi. Thì thứ tư và thứ năm tuần sau là sẽ có tập 4 nha. Ok, bây giờ mình sẽ tới đó là mình sẽ quay video cho mọi người nha. Ok. Ok, bây giờ tụi mình đang đi siêu thị nha. Để chuẩn bị cho tập 4 nha. Tập 4 là tập lúa là Jeep. Mọi người nhớ coi nha. Tập 4 là tụi mình đi, mình không có đi miền Tây nữa, mình đi biển nha mọi người. Biển. Còn ngồi đi đâu thì mọi người chờ tập 4 mới biết được nha mọi người. Ok. Hello nha. Nó đang lấy 2kg khô bò nha mọi người. Đang chờ nó lấy 2kg khô bò. Lấy bao nhiêu rồi? Cầm bao nhiêu rồi? 100g chưa? Cũng mất 150 à. Trời ơi. Chưa được 150 đâu. 100g thôi, mua 100g thôi. 100g mà chắc nhiêu đó được rồi đó. Đó, tao mua xong tao bỏ lại nè ba nè, mày nhìn cái này đi ba. Rồi mày so sánh ba, 150 nè. 138g, 150g. Đó, mày cầm thử đi ba, đừng ngút nhiều. Ngút nhiều lát cơm xong đéo đến tiền. Ngày nhiều hơn không lắm. Giá từ 1.159.000, nay giảm sầu
còn 810 ngàn. Mời chủ nhà tôm con mèo giá từ 840 ngàn, nay giảm còn 690 ngàn. Mời tráng men hoa tôm con gấu giá từ 790 ngàn, nay giảm còn 590 ngàn. Ok, nó quyết định lấy 200 gram nha, chứ không phải 2 kg nha mọi người. Ok, tụi mình sẽ đi mua lắc ở đây tiếp nha. Ok, giờ mình lấy này nha. Hello mọi người nha, tụi mình mới đi mua dụng cụ rồi nha, đồ chơi rồi để quay tập 4 nha mọi người nha. Tập 4 là tập VIP nha mọi người. Video này là video ăn uống nhưng mà kết hợp luôn là đi siêu thị để chuẩn bị đồ chơi cho tập sau nha. Ok mọi người nhớ đón xem tập sau và đừng quên là nếu mà thấy hay thì like, subscribe, chia sẻ cho tụi mình nha. Rồi bye bye, xin chào mọi người. Ok.